Thì Di xin chào mọi người. Đây là một người bạn của Di, bạn Thăng. Là hôm nay là bạn này qua để giúp Di, hỗ trợ Di xây cắt cái móng ngoài sau. Thì ở đây là cái phạm vi là Di để làm cái toilet với cái bếp. Còn đây là cái hầm. Cái hầm là cái toilet thì nằm ở trong nhà, còn cái hầm thì sẽ nằm ở ngoài để mình bắt đường ống đi ra. Thì cái phạm vi của cái bếp và cái toilet thì nó cũng vừa đủ là đây đó, là sau khi mà tại vì chỗ này á, Di sẽ tại vì cái bếp này á, là gần gần sát cho cái rừng nè mọi người, cho nên là Di phải xây tường lên. Nếu mà xây tường á, là phải bắt sắt, phải làm cái đà kiền, cho nên là cha Di đang đi mua sắt về để làm cái cột sắt á, để khi mà gần đây nè đất nó mềm á, nếu mà nó có bị sập đất á, thì có đà kiền chịu lại, cho nên không sao. Hôm nay thì có bạn Thăng nó lại nó phụ. Thằng này thì vừa lấy tàu vừa làm hồ, giỏi lắm. Mà hiện giờ nó cũng độc thân nữa. Chưa vợ. Còn nếu mà bạn gái nào mà thấy ok đó, thì đây Di gả luôn. Xin số điện thoại Di cho luôn. Được không Nam? Cười phái chết cười vậy. Em bây giờ chỉ như khác là nó không ấy rồi đó. Mày cầm tự qua mẹ quay nha, mày chỉnh lên nha. Rồi. Mày nói gì thành phần phần vậy đó nha. Giờ con đi làm đó. Chào các bạn, hôm nay mình làm chính Sam. Thôi, khỏi, bỏ qua vụ đó đi. Chào các bạn, hôm nay mình làm chính Sam. Chính Sam là một món bánh chào các cấu. Không, mà chính Sam mày phải ăn chưa? Cái món bánh chính Sam mày ăn chưa? Ngày xưa đi học có chạy. Bóp 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 trong lớp đó bạn đó. Cứt chuột. Cứt chuột đó là chính Sam đó. À, mày gọi cứt chuột chứ tao gọi chính Sam cho nó sang. Tí cái gọi cứt chuột, tự lao sao. Sao như thế này, ăn chứ sao không ăn chuột. Cái này là nửa ký bột gạo. Nửa ký bột gạo nó bỏ thêm chừng nửa trăm gram bột mía. Cái này dễ làm lắm. Thì ta làm chín sam cho ba ông thợ ăn còn đổi gì nữa. Vậy thì Di đang bạn Di với cha đang làm cái này là làm cái gì nha Nam? Nam, cái này là mình làm cái gì quên rồi. Sắt cột. Hiện tại thì Di và cha với Na bạn của Di á đang làm cái sắt cột, thì đổ bê tông kiểu này nè để cho nó giữ nó giữ nó đà kiền lại, nó giữ cái móng lại. Thì kiểu như mình đang thiếu vật tư á, cho nên bây giờ cột sắt thường là có bốn cột, bốn cây sắt, mà bây giờ mình chơi có một cây sắt à. Chơi kiểu gì nè đó, cái đổ bê tông lên để sau này cái cây sắt này á thì sẽ xây gạch lên. Cái mình kiểu như mình không có nhiều thì mình chơi ít, mình chơi kinh phí ít. Thì đây nè, cây sắt này nó sẽ ăn đâm vô trong cái móng này, nó giữ lại cái mình đổ bê tông vô á, đi theo đường này nè. Đó, con cây sắt à. Một cây sắt nguyên cái khung hình chữ nhật luôn. Đó. Còn đây là có cái cây. Thì cái này là mình giả chiến mà. Bây giờ thì con nói nãy con cũng có nói mà, là tại cái này mình không có vật tư thì mình chế, không kinh phí cho nên là mình chế theo kiểu là có nhiều chơi nhiều. Ở nhiều hay nhiều. Giờ thì thường cây sắt là ta đưa lên 4 cây đúng không? Người ta 4 cây là thành mới là cái cột. Sắt đổ. Sắt cây này là sắt bình thường, là sắt cột bình thường. Sắt cột bình thường là có 1 cây à. Đó, mà mình chỉ có 1 cây à. Mình chế liệu mà. Tiền chứ 1 cây chứ liệu mà, chứ đâu có ngán ai. Có sắt thôi chứ. Có sắt là được ha, cứng rồi. Thì cái móng, tại vì cái phần đất ở đây nó mềm á mọi người.
gia đình Duy sợ nếu mà xây không có sắt thì sau này nó sập xuống nó sẽ bị bể, nó bị bị hư cái nền. Là sao, đúng chưa hay sai? Rồi, 2m52. Thì đó, nó chạy ra như đó, mình lên mình xây cái mình sửa rồi. Mình đó nó chạy một hai phân bằng nhòi vậy. Sau đây thì bạn Duy sẽ xài cái vũ điệu tạc hồ, trộn hồ để tạc đầu bộ đổ bê tông. Nam chơi thì kêu tạc đầu Nam. Nãy anh trộn mấy cái anh tạc đầu, cái anh cầm cái sủa anh tán bóp ngay. Thì thằng bạn thân của Duy thì nó độc thân, nó giỏi lắm, nó độc thân tới giờ nó bằng tuổi luôn. Nghề tài công, nghề chính, còn nghề phụ là nghề thợ xây. Nói chung là vừa mẹ luôn tài công. Gì? Tôi bị cái lưới lấy mẹ luôn tài công. Thì bạn này có thể bắt cá được nè, cũng có thể xây nhà được nè. Nói cũng giỏi lắm nhưng mà đường cái là không ai thương. Thì sẵn đây ai mà chịu thì Duy gã luôn. Ông đời nói quay cầm sát ở cái tay đi cầm sát. Thì mẹ bữa nay là mẹ là nhân vật chính con quay mẹ. Chào các bạn đi mẹ. Cô chào các cháu. Cô chào các cháu. Hôm nay cô làm bánh san. Ê, trứng sam. Lộn, bánh trứng sam. Cắt chuột. Cắt chuột gì mà cắt chuột. Trứng sam. Cắt chuột. Vậy là hạt chín sam hả mẹ? Vậy mình hấp cho nó chín rồi đem ra đó, mình thắng nước đường. Nó hộp nhỏ là hạt chín sam. Nhỏ là nước kia chín sam đó. Nó có màu vàng nữa không mẹ? Màu vàng mình thắng đường thốt nốt mình bỏ vô. Trời ơi, màu vàng đường thốt nốt không? Làm lúc 12 tuổi đó. Trời ơi, con nhớ là cái thời mà giờ con ta 28 phải không, làm 21 22 năm trước á, hơn 20 năm á, là lúc con học tiểu học á, làm cái này là 1000 nè, là cái buổi sáng con nè, con đi học á, mẹ cho con có 2000 là 1000 con ăn cái này, 1000 con vô, còn 1000 thì uống nước, có khi không uống nước nữa thì nhịn nước nữa. Có khi thì có 2000 phải không, cái dính lại á, tại vì ở trong canteen ở trên trường tiểu học á, nó bán tô mì gói á, mà 1500 á, còn 500 mua cái gì khoai mì mà sạch sạch với nước cốt dừa mà ăn trên lá bàn á. Thì chưa, cái lên lớp 5 á thì lên được lên lương là lên được 5000, cái lên cấp 2 lên được 10000, lên cấp 3 thì được 20000. Ăn đi Nam. Ăn đi Nam. Chọn dĩa đi, tao cho mày chọn đó, tao cho mày dĩa, chọn dĩa nhiều đó. Tao thấy dĩa này nó sợ quá, dĩa hết cho nó. Tao giờ tao no lắm rồi, tao uống nước tao no lắm rồi. Ăn dĩa này. Chào mọi người, thì đây là cái món mà mấy chục năm về trước á, thì những bạn mà cùng trang lứa với những cô chú chắc cũng biết món này nè. Đây là món trứng sam. Con nhớ là như nó còn một cái gì nữa nè. Còn dừa mứt dừa. Dừa này không à? Dừa này không hả? Ủa sau đó có ăn cái gì mà có mứt dừa màu vàng nữa ta? Nó trộn với đường không có cái nó khác. Vậy đó. Không phải. Mì cộng xanh xanh vàng vàng đúng không? Không phải, cái mứt dừa hả? Cái đó người ta ngào
dừa. Ờ, ngàn mứt dừa với cái gì ta, có cái gì ta? Đó là mứt dừa ta bán đó mà. Ờ, mứt dừa ngày xưa có là mứt dừa ăn đó. Em cho ngoại cái đó đi mẹ. Trời hấp dẫn quá vậy. Trời nè, trời ơi, chơi đây ai chơi lại, chơi mà chơi trong đây luôn. Đây là cái này phải chụp hình lại mới được. Mẹ chú cầm này cũng chụp hình mẹ cái. Trời ơi, à, cái này là cái cái này là cái xà lột nào mẹ nào. Cái này là cái xà lột mà mẹ Di nào vừa xong á, cái mẹ Di làm ở trong đây luôn, làm trứng sam ở trong đây rồi bỏ dừa nè tươi lên đây rồi hãy muối mè lên hấp dẫn lắm mọi người. Bây giờ mẹ đứa này cao cao lên, này là trứng sam đây đây. Bây giờ à, dạ không, bây giờ mẹ cười lên để con chụp ở đây, con làm hình video á, mà cái này phải để nghiêng nghiêng này cho người ta thấy có đồ ăn ở trong đây nè. Rồi bây giờ mày nhìn thẳng vô camera đi. Dạ thì á, mẹ làm con chụp mẹ nè, có đâu có chụp cha đâu. Bây giờ mẹ nè, bây giờ cha dạy mẹ. Giờ mày chuẩn bị chụp nè, tắt kia nè. Không bây giờ à, bây giờ à, mẹ nhìn vô con cái con kêu mẹ cười nha. Thôi tao không cười đâu. Tự nhiên không cười. Không cười vô mà nó cười vậy. Vô giùm tôi mà vô cười là vô mắc cỡ á trời. Tự nhiên cái mắc cỡ. Bây giờ mẹ tự nhiên thôi, mẹ cười tự nhiên thôi. Nhưng mà... Rồi thôi mẹ ấy đi, chụp cho lẻ đi, tao tao mẹ... đi cho ngoại để hậu ngoại. Nó bụng mà chờ. Bây giờ mẹ chụp cho mẹ nè, cái này cho ngoại phải không? Cái này ngon chết luôn vậy trời. Rồi bây giờ là 1 2 3. Vô giùm đây nè, 1 2 3. Cười. Con nhìn mẹ thấy con mắc cười. Rồi ok, tấm đó đẹp rồi đó. Tôi có đài nào quay. Rồi mà muỗng không có nha các bạn. À, kính chào các bạn nha. Bữa nay vú mình á làm cứt chuột. Ai mà có cái tuổi thơ á, cái tuổi thơ mà hồn nhiên mà thơ ấu đó. Cứt chuột với lại mà củ gì giống như trong cái khóm ta. Củ dứa đó. Củ dứa là gì con? À, củ dứa chấm muối ớt. Hồi đó đi học á, ưa ăn củ dứa chấm mẹ, muối ớt. Mẹ, ăn sáng mẹ. Mẹ chị ăn sáng rồi. Đó là phải ăn củ dứa chấm muối ớt với lại cứt chuột nè. Cha, cắt, để con zoom lại cái mặt của cha. Đây cái mặt của cha đây nè. Mặt cho nước không ạ? Mặt cho nước vậy mới ăn mới ngon. Qua đây. Rồi. Chào các bạn nha. À, đây là cứt chuột của tại thơ ấu của vú mình á. Vú mình đi học vú mình ăn cái này không à. Cha phải giải thích là mọi người là tại có người nói cứt chuột, có người nói cái khác. Cái này đâu, là trứng sam nè. Cứt chuột là các bạn biết ở đây nè, cứt chuột nè là làm bằng cái gì? Vú. Bột gạo với một nếp. Làm bột gạo một nếp á, vú mình nhồi xong vú mình chà, vú mình chạy ơi có công lắm, có công mài sắt có ngày nên kim. À, chứ không phải nên xà beng đâu. À, các bạn nè, dừa nạo nè. Trời ơi. À, quên cái này là cho bà ngoại, chẳng qua mình mượn mình làm hình nền đó mấy bạn. À, cho bà ngoại mà giờ trộn là lé chứ. Để không cho các bạn coi là cái gì nó ngon là nó không ngon. Cha đừng có lấp liếm những cái sai lầm của gia nữa. Bây giờ nó rõ là bây giờ chụp hình. Không, bây giờ làm lại cái khác, chút làm lại khác cho bà ngoại khác đi. Giờ cái này cho chụp hình. Cái này đâu có gì giải mối tiêu, giải mè lên lại thôi, đâu có gì đâu. Không bây giờ quên, không phải giải mối tiêu mà giải mè lên lại thôi, đâu có gì đâu các bạn ha, không có gì mà để mà ngạc nhiên hết trơn á. Không bây giờ thôi nói cho lẹ, tại công tôi còn ăn nữa, ăn đi con. Bây giờ con chụp hình cha phải không? Bà con chụp hình cha rồi con đăng lên, bây giờ cha làm vậy sao chụp hình? Đăng mẹ đi. Đăng mẹ hả? Ừ, cha thì nằm một chút xíu trong cái vấn đề quảng cáo thôi. Cứt chuột của thời thơ ấu. Của thời thơ ấu mà mình không có tiền á, mình ăn cứt chuột, người ta gọi là cứt sam đó các bạn. Trứng sam. Trứng sam chứ mày cứt sam. Trứng sam. À, mình nói lộn cho mình nói lại. Rồi xong, vậy chưa? Trông là cũng ngon lắm. Cha hết dai rồi đó. Cái này là cho bà ngoại chứ không thôi là mình vuốt miếng rồi. Mình thèm lắm các bạn ơi. Cô trai kìa, cái gì cô trai kìa. Cái này là không đừng cái gáo dừa này ăn rất là ngon. Đúng thật sự là nó nhỏ kìa, còn nửa cái rồi, cho lấy kia là bỏ vô ăn đi. Cho bà ngoại đưa ta đem đi cho lẹ. Được không? Rồi, cho lấy nó bỏ vô ăn đi. Cho nó hấp dẫn. Đây. Đây các bạn. Trứng sam. Vú, hồi đó vú ăn cái này mà vú để tiền đi học may đó phải vú. Không? Bởi vì vú tôi biết đủ nghề may giá nè, rồi làm móng làm neo á, ở bên nước ngoài kêu làm neo á. Vú mình biết là hết trơn.
mà sao mà vú mình làm mà sao bàn tay vú mình nó không lỡ, sao mà mình làm chút xíu mà nó lỡ chứ mấy bạn ơi, khổ quá. Thôi bây giờ mình cũng xin phép nha, mời các bạn nè, các bạn trước đi. Rồi các bạn, rồi mình ăn miếng ơi nha, nó sao? Trời quá trời ngon rồi. Ngon quá trời. Con bấm này gần đó, đó hấp dẫn không? Ngon lắm rồi mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn ầm trước nha. Muối mè lên. Mè giải muối mè. Muối mè đừng giảm muối tiêu nha vú. Muối tiêu ăn không được đâu. Rồi 2 3. Ầm nha bạn. Mấy bạn các bạn ầm trước nè. Giờ tới mình nha. Mẹ mệt rồi đó. Cha cũng mệt, tao nhớ con cũng mệt rồi. Mệt chưa? Khô cúp nó ngon. Vậy đó không? Ý là anh chơi, ý là anh chơi khéo đó. Làm miếng nè các bạn. Nè vừa dần bẻ nha. Dần bẻ. Dần bẻ Bến Tre là ở đâu vậy? Vừa nói đâu? Mệt lắm. Các bạn. Đây giờ thuốc này sao nè? Bỏ cái gì vô? Thôi bây giờ mẹ đem cho ngoại chứ đi. Đem cho ngoại chứ đi. Chúc em mà, chờ chút em. Các bạn quan trọng hơn. Ngon quá các bạn này. Ôi tuyệt vời. Không còn gì để nói tuyệt vời nữa. Phải không Tài Công? Cái này bà về vợ nghe chắc bắt gái về quá. Có gì đâu bắt gái, ta khen mà. Đâu có kêu chào chút đi. Chờ kêu bà kêu bà ngoại ở gì các bạn quan trọng hơn đó. Không phải, ý nói là lâu lâu mới có một lần không? Cho các bạn coi là trứng sam nó làm sao. Trứng sam ta còn gọi là gì quên rồi. Cứt chuột nhưng mà không phải cứt chuột nó hơi bị ấy chút xíu thì kêu trứng sam đó. Trứng sam của ta mới giống chứ. Nó ngon lắm các bạn ơi, mà vừa dần bẹ nha, đừng làm vừa cô ăn sắm xì à, không ngon đâu. Nè các bạn ầm miếng nó coi cho ngon cái chán thiệt chứ. Ngon quá. Con mép bà ngoại nè. Thôi vậy thôi, mình tưởng rất bao nhiêu đây thôi, cũng chiều rồi các bạn ơi. Thôi mình xin dừng clip tại đây ha, hẹn clip tới coi để vú mình nguyên cứu cái món gì độc lạ độc chiêu. Có con có trong đầu luôn rồi, cái món như luôn rồi. Không vú à, cái món mấy chục năm trước á, thời đó ấu á, rồi vú sẽ làm. Mà các bạn đừng nhớ nha, nhớ mắt các bạn thèm nữa ha. Thôi mình chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Thôi buổi chiều rồi, thôi chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip tới nha.